nhúc nhích không? Cái này ít nhất là 7 luôn. Đó, cả nhà thấy không? Quá hết cây luôn rồi. Ôi con cá chê nè. Trời ơi, quá trời con cá chê à. Ra ngoài dữ vậy. Đây nè cả nhà. Cho cả nhà cho cái chì, ổ cái chì đó cả nhà. Chì nó làm ổ cả nhà. Hiếm lắm mới gặp được cảnh này đó. Còn cái chì này bự đen thui luôn cả nhà ơi. Chì đi ngang cái gặp á, quay lại cho cả nhà mọi người coi luôn nha cả nhà. Đó, thấy chưa? Đang quậy ổ đó cả nhà. Quậy ổ chuẩn bị là nó đẻ nha. Chì nó đẻ dưới á, mình không thấy luôn đó cả nhà, chứ không phải như kiểu như cá lóc nó quậy đó cả nhà. Xin chào cả nhà và mọi người, chúc cả nhà và mọi người luôn thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Nay tới ngày đi thăm luồng lờ trên cánh đồng cả nhà ơi. Bữa giờ thì tối nào cũng mưa hết trơn á, nhưng mà ban ngày thì nắng cả nhà ơi. Hy vọng là hôm nay luồng lờ vẫn còn lờ không bị thâm cả nhà. Nay thì nước cũng quá sâu lội đó, không có ghe kiên lội. Giờ kiên bắt đầu thăm từ đây đi luôn cả nhà ơi. Hy vọng là hôm nay được nhiều cá nha cả nhà. Đây cái đầu tiên này cả nhà. Bọt cá sặc. Rồi luôn gách cái này ra hết rồi cả nhà. Gách cái này nè. Banh chành hết trơn luôn. Nhớ đầu cái này có mấy con cá rô con sặc để lại mà. Nè banh luôn. Bấy luôn. Cái đầu tiên. Ôi. Chỗ này quá ngon luôn. Coi kìa. Đó. Con mắt lo nè. Sạc không nè, nó ra ngoài dữ vậy. Sạc sạc găng không có lóc, có sạc găng này ba con, sạc găng nữa nè. Đã thì nhiều. Sạch găng. Yeah. Con này khủng nhất nha. Con này khủng nhất luôn. Quá đã cả nhà. Đây nè. Con này khủng nhất nha. Đây. Khủng nhất luôn cả nhà. Quá đã cả nhà, sướng chứng không đó. Có bọt sạch tưởng đâu không có cá à, đâu ba con ra sạch cái can để trôi cho nó đỡ để thùng lật ngã lật nghiêng hay ngã lắm. Đây có phải chỗ này cũng ngang lắm, mình cứ vô thôi. Thăm là có nha, cái này chắc chắn có luôn, có biết lắm nè, đó cả nhà thấy không? Biết mà, không biết liền, quá trời cá, cá sặc, còn cá lóc, nhiều cá sặc không? Sắc rồi.
xong rồi nha. Sắt cái gô nhỏ. Rồi nhóng ben nè. Nè phòng phòng nè, dấu tung nữa nha. Đây nè. Đó. Có cá. Nè chắc có cá rồi nha. Đó, nghe thấy không? Có cá. Rồi. Ra luôn rồi. Sao vậy? Ủa, ra đường nào hay vậy? Mới làm cái phịch, dở lên làm cái phịch đâu rồi trời. Ôi, coi kìa, sập cây luôn. Ôi, sập hết cây luôn rồi. Ôi, con cá chê nè. Quá trời con cá chê à. Khủng lồ. Quá rồi. Quá trời con cá chê luôn rồi kìa. Cái này nó vô nó tung sập cây nó mới bị ngọt luôn á nha. Dướng cái ngạnh luôn. Quá trời à. Trời ơi. Dữ thiệt. Ok. Hết biết luôn. Nhìn dữ gì trời, rồi có dấu gì tung. Có dấu gì tung rồi cả nhà ơi. Cái này mà không có cá nữa không biết sao nữa cả nhà. Đây nè. Rồi nó nhúc nhích rồi, mới nhúc nhích nãy. Đó, 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 đó. Nhà thấy nhúc nhích không? Cái này ít nhất là bậy luôn. Đó, cả nhà thấy không? Quá. Nãy cái lờ kia nó bị sập cây nó mới nó bị ngọt đó nha. Còn cái lờ này nè. Ba con chia trắng luôn nha. Này là cái chia trắng chứ không phải chia nuôi nha cả nhà. Chia trắng. Ồ. Một con nó bị dướng cái ngạnh nó, sức cái ngạnh này luôn nè cả nhà, thấy không? Đây nè, cái ngạnh nó nè. Quá rồi. Bị sức một bên ngạnh luôn. Con bự nè. Con bự bị sức cái ngạnh này thấy không? Bự quá. Quá trời rồi. Bị sức cái ngạnh này. Khó bắt quá. Nó xuống. Quá trời. Nhìn thấy chưa? Quá dữ luôn rồi nhờ. Quá. Quá dữ luôn rồi nhờ. Rồi luôn. Quá trời. Đổ nó ra đấy nè. Đây là gào lưới nha cả nhà. Lưới này tại vì gào lại chét á. Này chét ta mua ta để vịt ăn nha. Lò này gì nữa. Rồi thấy cũng có dấu tung đó, nhưng mà chưa biết sao nha cả nhà. Rồi rồi có cá bậy luôn. Bậy cái sạc luôn, dữ thì. Đây nè. Bậy luôn. Đây luôn. Sao bắt cá bự. Tới rồi. Tới rồi. Tới rồi nhà ơi. Tới rồi. Đúng rồi. Có gì không?
thấy cứ gô sạch luôn. Ôi đồ lờ này nó chui con cá không cả nhà, cái dấu nè, dấu tung nè, rồi luôn, thấy nổi lên bờ là biết rồi. Thúi luôn. À. Hả? Còn đường con. Để lâu quá. Bị dướng cái ngạnh á. Thấy không? Quá trời. Còn con. Này gì là mắm ba hóc. Mắm ba hóc. Còn con. Còn con. Ừ. Còn con cái nhà ơi. Thôi, ở đâu? Tao nặng á. Ừ. Nói hôm qua đẩy cuông ở đây bắt 10 con cái chi. Mưa quá cả nhà ơi. Hết đi thăm được cả nhà. Còn mấy cái nữa mà thăm không kịp. Mưa quá lớn luôn. Mưa nãy giờ luôn. Chưa hết mưa nữa cả nhà. Kiên núp dưới dốc cầu cả nhà. Ừ. Nào hết mưa Kiên đi thăm. Thì còn mấy cái nữa, tình hình hôm nay thì chắc chắn là mất hết cái lờ rồi đó. Còn mấy cái kia chưa biết sao, chưa đi thăm cái nhà ha. Mất là mất cái rồi đó. Đó. Quá trời à, mưa lớn luôn. Cái này mưa rồi, thăm không kịp. Ngày nào hết mưa khi tiếp tục thăm cái nhà ha. Quá à. Quá trời mưa. Mưa quá cả nhà ơi, không đại nè. Quá trời mưa rồi nha. Không. Rồi, nguyên bầy rồi cả nhà ơi. Cứ gô hai con cá lóc. Gô bự không, ngon không nghe cả nhà. Ôi, tắt máy mưa quá, ướt hết máy cả nhà ơi. Quá trời mưa cả nhà ơi. Còn 5-6 cái gì á. Thăm được có con cái rồi. Quay ướt điện thoại nghỉ thăm luôn, về luôn. Chuyến sau thăm đó cả nhà ơi. Mất hết cái lợi nghe nha. Mưa đang mưa thì xì luôn á nha. Hôm nay thăm cái chì chết hai con chà bá luôn. Ba ơi. Bắt. À. Mưa. Quá. Đây nè cả nhà. Quá hôm nay nè cả nhà. Chì sặc gần bá luôn. Bá thiệt. 4-5 con cá lóc à, con cái chê hôm nay vô cho bả luôn cả nhà ơi. Con mè không, cua này mưa quá quay không hết dây lờ cả nhà. Hẹn cái nhà mình video sau cả nhà ơi, không có mưa, hy vọng là đi thăm đời sau không có mưa, giờ đang mưa quá trời à. Rồi video kia đây kết thúc luôn cả nhà ơi, hẹn cái nhà mình video tiếp theo nha. Con này khủng nhất nè, hai con kia khủng luôn mà chết, nó dướng ngạnh. Cái này còn cái có cái ngạnh nè, bị dướng ngạnh nó móc cái sức rồi dính ngạnh nó lò luôn cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều luôn, quá giờ lạnh rồi, quá nhà ơi.